dẫn đường để mình đi nè nha. Đó, chùa Vạn Linh, tượng Phật. Ví dụ như là mình đang ở nhà ga nè, ví dụ như mình rẽ trái là mình đi chùa Vạn Linh, mình quẹo phải là đi chùa Phật Lớn ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu đi. Đó, nhìn cái đoàn mình đi vui ghê không? Đi qua cái tay phải nha. Đang ở đây phải không? Dưới có đường đi qua tay phải. Lên trên cái núi cấm này á, nó rất là mát mẻ. Nó rất là thoáng. Không khí mát lắm. Mát lạnh luôn. Nay sao gió dữ. Cậu đi xem cậu. Cắm chân xuống nha. Cái đường cầu thang đi cũng nhiều lắm nha quý vị. Đi nó không biết sai hay không. Mình đi tham quan vòng vòng mấy cái điểm này. Ở trên đây người ta cũng bán mấy cái đồ như vậy nè, nó để mình đội nhiều khi cái lúc mà nắng á, trời nắng có dù nè, có dép. Khoai lang nóng hổi luôn nè. Chợ tí nè. Bánh này cơ, cái giò bánh kẹp nóng hổi đi chị ơi, bánh cái gì? Kẹp nóng hổi đi chị ơi. Nè. Ta cũng bán mấy cái trang sức. Cái này giống như cái giỏ cây. Cái này giỏ cây nè. Mà là quế khâu. Chắc là cái vị thuốc nam. Đây bán bánh xèo nè. Mấy này toàn là rau rừng không à. Dẫn ha. Dùng đây cảnh chỗ nào cũng đẹp trơn á. Quay kiểu này hồi chắc cái máy mình hết bộ nhớ. Qua đây nè. Cái này ở trên núi á. Trên núi cấm mà cũng đầy đủ đồ ăn, bán đầy đủ, không có thiếu gì. Mấy cái đó toàn là rau rừng, mà rau rừng không á, rau lạ lạ không á. Ăn bánh xèo mà ăn mấy rau rừng là ngon lắm á. Mấy cái đó mồi bán luôn. Nhân hàng này bán đẹp ghê nè. Đẹp ghê. Khu vực này là hình như là khu vực chùa Phật Lớn á. Sáng giờ nó còn mát mẻ lắm, còn rất là đẹp. Ở trên đây xe Honda người ta chở lên tới đây luôn. Ta chở từ chân núi lên á. Hồi nãy thì mình đi cáp treo. Còn người ta thì người ta lựa cái phương tiện là ta đi xe gắn máy. Thấy không, cái ông ở đâu chứ thấy nè.
trên đây trên núi mà làm cái công viên cũng đẹp ghê nè. Công viên mini bình thường thôi. Nè, còn bên đây là nguyên cái hồ nước. Ở bên kia có cái chùa gì, có cái tháp bên rất là cao. Có hồ nước nè ha. Hồ nước nè nãy nó cũng có tên mà mình quên là tên gì rồi. Đẹp ghê không? Không ngờ cái cảnh trên đây mà nó rất là đẹp. Quý vị mà lên trên đây á, là chụp hình là bảo đảm là máy sẽ hết pin. Hết pin luôn á. Tại vì biết sao không? Cảnh rất là đẹp. Nhiều cảnh đẹp lắm. Mình mới lần đầu mình lên đây mình thấy mình mê lắm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình lên mình tham quan chùa Phật lớn. Nãy mình lên vắng ghê, không ngờ vậy mà giờ thấy cũng đông. Mình lên mình tưởng là mình lên là đoàn của mình là đầu tiên chứ ai ngờ cũng đông ghê. Bây giờ mình bắt đầu vô chính điện ở trên chùa Phật lớn. Phật lớn ghê không? Đúng là cái tên là Phật lớn. Người ta lên đây người ta cũng thắp nhang, cúng kiến, cầu xin này đó, cầu xin mua bán sức khỏe. Này có cái tháp rất là đẹp nè mà người ta không cho đi lên tham quan ha. Kìa, quý vị thấy bên đó không? Có ông Phật á, ông Phật Di Lặc, bự quá trời, bự ghê á. Đó, mình zoom gần lại cho quý vị xem nè, bự ghê ha. Cảnh có cây ở đây nè, núi ha, có cái hồ đẹp ghê luôn nè. Đây có chuông rất là lớn. Ở trên này khung cảnh mình lên trên cao rất là mát mẻ. Giờ này với phần buổi sáng nó cũng chưa có nắng lên á. Nhìn khung cảnh nó không có chói nè ha. Nhìn cái góc quay nó rất là đẹp. Bây giờ đoàn mình bắt đầu đi tham quan tiếp. Ngồi ngay lên tầm chụp. Ở trên đây thì nhiều cảnh đẹp lắm.
nhưng mà mình đây mới lần đầu, mình cũng chưa có biết nhiều điểm, mình đi từ từ vậy nè, đi tham quan vòng vòng chơi. Chỗ này cá nhiều lắm nè, thấy không? Cái này người ta thả thức ăn cho cá nó ăn, con cá nó bù lại rất là nhiều. Ở để chụp hình lại em, coi anh quay phim luôn đi. Quá trời luôn. Quá tay cá luôn. Quay quay cận cảnh vậy nè. Nhìn cá thấy khiếp luôn á. Cá chết không luôn á. Cái này cá chép đỏ. Đẹp ghê chưa? Ở trên đây người ta cũng bán cái trái mây nè. Lượm cũng rã lại trên kia. Cái này là mấy con cá phóng xanh. Này người ta để phóng xanh đâu vậy? Đầu mình đi lên cái khu vực ngay chỗ Phật nằm á quý vị. Mình thấy xa xa người ta cũng đông lắm. Nè xung quanh nè, bông hoa rất là đẹp. Hoa gì lạ lắm, màu tím. Trên đó là thấy không? Có nguyện một Phật Di Lặc lớn lắm, đang cũng đang tu sửa gì đó mà cao quá, mình không có leo lên tới. Đi nãy giờ cũng mệt rồi, lớn ghê ha. Nè mình quay cận cảnh cho quý vị xem nè, nhìn lớn lắm thấy không? Nhà đẹp ghê không? Cái này đang tu sửa. Mình thấy dàn giáo, thấy dây đình lum chân. Ở dưới đây là hai con rồng. Cái này giờ chưa có cho vô tham quan đâu, chỉ cho cúng kiến bên ngoài thôi. Ở đây là cái bãi xe ôm á, bãi xe ôm để ví dụ như là mình đi đi không nổi á, cái xe người ta chở mình đi tham quan vòng vòng, hoặc là mình có nhu cầu mình đi xuống núi người ta cũng chở mình đi luôn. Còn mình thì mình đi cáp treo nên mình không có đi Honda. Thank you.
Đâu được rồi. Đâu đưa. Ngộ ha. Y chang thằng này là móng cọp nè. Còn thằng này là thiên hài. Ngộ ha. Giống y chang chiếc hài không? Để một lát đem lên trên đồng xe cho mọi người coi với cái quá đi. Ồ đẹp quá trời đẹp luôn. Đây cái dàn bông này là bông hoa thiên hài quý vị. Đi tham quan nãy giờ đó, lên trên núi Cấm nè, đi nãy giờ cũng mệt rồi, bây giờ mình sẽ lên cáp treo, mình đi xuống chuẩn bị mình đi qua bên bên chùa Bà, đi nãy giờ mỏi chân luôn á, nhưng mà công nhận mình lên trên cái trên đây á rất là đẹp. Mệt không? Trở lại. Mệt không? Mệt. Mệt dữ rồi hả? Thở không à? Ai nãy giờ cũng mệt lắm rồi. Lên chưa? Rồi, đi, lên, đi nãy giờ mệt không? Mệt rồi. Đi đuối ha. Đi đuối ha. Cậy mà cũng vui, lên đây đẹp hả chú Thảo ha? Đẹp rồi. Đây là quá tuyệt vời rồi. Cậy có quay cá không vậy? Đi tham quan nãy giờ cũng mệt rồi, cũng mỏi chân, ai nấy cũng mỏi ha, mỏi mệt ha. Bây giờ mình đi đang ngồi trên cáp treo nè, mình đang đi xuống, đi xuống cái mình chuẩn bị qua bên núi Sam, núi qua bên núi Sam chùa Bà xứ không gì ha. Rồi cảm ơn quý vị đã xem video của mình nha.